Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi chuyên mục Văn hóa và đời sống của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chuyên mục tuần này có những nội dung đáng chú ý. Trong mục Muôn mặt đời sống là chuyên đề bàn về vấn đề gia tăng tình trạng tội phạm trẻ hóa, thực trạng, nguyên nhân và giải pháp cụ thể ở một địa phương. Mục Chuyện làng quê có phóng sự phản ánh về hiệu quả mô hình camera giám sát an ninh trường học tại trường Trung học cơ sở Nguyễn Thiện Thuật, huyện Khoái Châu. Mục Nét đẹp xứ Nhãn là câu chuyện về lớp học thư pháp miễn phí tại chùa Phúc Linh, xã Dị Chế, huyện Tiên Lữ. Thưa quý vị, tình trạng trẻ hóa tội phạm đang có chiều hướng gia tăng, gây ra nhiều hệ lụy làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự tại các địa phương. Thực trạng này đặt ra nhiều vấn đề trong công tác phòng ngừa và quản lý giáo dục đối với một bộ phận thanh thiếu niên hiện nay. Đây là vấn đề được chúng tôi phản ánh trong chuyên đề sau đây. Vừa qua, chỉ trong vòng một tuần, Công an huyện Kim Động đã xử lý 2 vụ thanh thiếu niên có hành vi gây rối trật tự công cộng. Vào tối ngày 21 tháng 11, một nhóm thiếu niên tuổi từ 14 đến 16 tuổi ở huyện Khoái Châu điều khiển 3 xe mô tô mang theo hung khí gồm đao, phóng lợn và vỏ chai bia đi giải quyết mâu thuẫn cá nhân. Khi đến địa bàn xã Thọ Vinh, huyện Kim Động, nhóm đối tượng dùng vỏ chai bia ném về những người đi đường. Vụ thứ hai, vào tối ngày 26 tháng 11 năm 2023, tại khu vực Cầu Si, xã Đồng Thanh, một nhóm nam thiếu niên điều khiển xe mô tô cầm theo hung khí đuổi đánh gây thương tích cho 2 thiếu niên khác. Tại hai vụ việc này, cơ quan điều tra Công an huyện Kim Động đã triệu tập nhiều đối tượng, chủ yếu dưới 18 tuổi, thu giữ nhiều hung khí nguy hiểm của các đối tượng như đinh ba, dao phóng lợn, kiếm. Tại huyện Văn Giang, tình trạng tội phạm liên quan đến các nhóm thanh thiếu niên tiềm ẩn những diễn biến phức tạp. Trong 11 tháng đầu năm, trên địa bàn huyện xảy ra 10 vụ liên quan đến người dưới 18 tuổi, chủ yếu là hành vi cố ý gây thương tích. Đối tượng tập trung ở trong các lứa tuổi từ 2005 đến 2009. Và thường là các đối tượng này đều là những học sinh cá biệt ở trong các trường học trên địa bàn, hoặc là các đối tượng chơi bời lêu lỏng thiếu sự quan tâm giáo dục của gia đình. Tại thành phố Hưng Yên và huyện Văn Lâm xuất hiện tình trạng tội phạm đường phố, đặc biệt là vào buổi tối trên các tuyến đường có nhiều nhóm thanh thiếu niên đi xe máy tốc độ cao, không đội mũ bảo hiểm, nẹt bô, lạng lách, đánh võng, cầm hung khí, diễu phố, gây mất an ninh trật tự. Tội phạm diễn ra ngày càng trẻ hóa, trong đó các vụ việc liên quan đến tội phạm gây thương, gây rối và trộm cắp đều có cái độ tuổi rất là trẻ, thường điều khiển xe máy tháo biển số hoặc là che biển số lại và mang theo cái tuyếp sắt và cái phóng lợn đi trên các cung đường, tuyến đường trên địa bàn của huyện Văn Lâm, gây hoang mang, lo sợ cho người dân đi đường và người tham gia giao thông. Là người trực tiếp xét xử nhiều vụ án liên quan đến người chưa thành niên vi phạm pháp luật trong thời gian vừa qua, ông Vũ Thành Long, Chánh án Tòa án Nhân dân huyện Kim Động cho rằng số vụ tăng cùng với hành vi phạm tội nguy hiểm ở lứa tuổi vị thành niên đang ở mức báo động. Độ tuổi vị thành niên được quy định trong Bộ luật hình sự mà chịu trách nhiệm hình sự thì là từ 14 đến 18 tuổi, đủ 18 tuổi. Và trong cái khoảng độ tuổi đó thì tùy từng cái độ tuổi, ví dụ từ 14 đến 16 tuổi thì chỉ chịu trách nhiệm đối với một số tội rất nghiêm trọng. Chính vì thế cho nên là cái phương án xử lý ngay từ trong đầu bộ quy định của Bộ luật hình sự về cái việc khởi tố, truy tố cũng như là xét xử những tội phạm mà đang ở cái độ tuổi vị thành niên cũng có cái hướng xử lý và các cái biện pháp hình phạt để áp dụng cho đối bị cáo, trên tinh thần là vì do cái nhận thức của các bị cáo, do vậy là cái chủ trương là lấy cái biện pháp giáo dục. Từ thực tế trong nhiều vụ việc vi phạm pháp luật của người chưa thành niên xảy ra trong thời gian vừa qua, cho thấy vai trò quản lý của gia đình bị buông lỏng, thiếu sự sát sao từ các bậc phụ huynh. Trong khi đó, môi trường xã hội hiện nay có nhiều cám dỗ khiến trẻ em dễ sa vào những hành vi vi phạm pháp luật. Nguyễn Quang A, sinh năm 2007, học hết lớp 8, sau đó nghỉ học. Không có công ăn việc làm nên thường xuyên tụ tập với các bạn bè xấu, trong khi gia đình không quản lý sát sao. Vào đêm ngày 12 tháng 10 vừa qua, Nguyễn Quang A cùng với hai đối tượng khác thực hiện vụ cướp tài sản ở phường Bạch Sam, thị xã Mỹ Hảo. Dù còn nhỏ tuổi, song các đối tượng đã liều lĩnh dùng hung khí để cướp tài sản, lấy tiền tiêu xài. Đức với cả Phúc đi ăn sáng về thì
đi đường thì gặp xong Đức, đầu tiên Đức bảo đi ăn trộm thôi, xong rồi Đức gặp cái xe ngoài đường, Đức lại xin ý định dắt đi và lấy để chiếm đoạt tài sản để bán đi. Rồi đi một đoạn xong rồi khi quay lại thì Đức và Phúc nhảy xuống đi vào đe dọa hai người kia và người kia bỏ đi. Việc quản lý của gia đình đối với các cháu này chưa chặt chẽ. Cái thứ hai nữa là về cái các cháu thường bây giờ là hay tham gia vào các cái game trên mạng, thành ra là dẫn đến cái việc là các cháu thường tụ tập với nhau để đi phạm tội. Đến khi A phạm tội bị công an thị xã Mỹ Hào tạm giữ để điều tra thì gia đình mới hay biết. Điều này cho thấy vai trò quản lý giáo dục từ phía gia đình bị buông lỏng. Đi chơi thường thường nó là 9-10 giờ nó về đấy, thì một hai bữa đấy nó mới rủ dê nó đi. Đến lúc bản thân anh tôi cũng đi tìm rồi nhưng mà phía chắc là tìm không thấy, một hai hôm không thấy, đâm nó mới xảy ra sự việc như vậy. Tôi sẽ quản lý kỹ càng hơn cháu, nó thì nó lơ loài một tí đâm nó trở thành như sự việc có xảy ra như vậy. Đối với trẻ hiện nay, do sự buông lỏng quản lý của gia đình cũng như là sự không quan tâm sâu sắc nhắc nhở của các gia đình đối với các con. Một mặt nữa là rất nhiều các cháu rơi vào các cái hoàn cảnh như là không học đến nơi đến chốn, không bỏ học từ rất là sớm. Và đặc biệt chúng tôi cũng nhận thấy là trách nhiệm của xã hội, của nhà trường cũng rất là lớn trong vấn đề này. Các cháu chưa nhận thức rõ về vai trò trách nhiệm và hiểu biết pháp luật cũng rất là hạn chế, cho nên dẫn những cái hành vi rủ rê nhau, hẹn hò trên mạng xã hội để đánh nhau, gây rối trật tự nơi công cộng. Trẻ vị thành niên là tương lai của đất nước. Vì vậy, để phòng ngừa, ngăn chặn tình trạng tội phạm trẻ hóa, cần có sự quan tâm phối hợp chặt chẽ giữa gia đình, nhà trường và chính quyền địa phương, lực lượng công an. Mô hình quản lý giáo dục trẻ em hư của Công an xã Tân Châu, huyện Khoái Châu sau đây là một ví dụ điển hình. Đây là những hung khí mà Công an xã Tân Châu thu giữ được của các nhóm thanh thiếu niên và vận động người dân trong xã giao nộp cho Công an xã trong thời gian vừa qua. Xuất phát từ thực tế trong xã có một số trẻ em bị lôi kéo vào những hành vi vi phạm pháp luật, Công an Tân Châu lập hồ sơ quản lý những thiếu niên đã bỏ học, chơi bời, thường xuyên tụ tập vào buổi tối, kịp thời phát hiện khi có biểu hiện vi phạm pháp luật. Tổ chức tuần tra vũ trang vào ban đêm nhằm phát hiện, ngăn chặn các tình trạng thanh thiếu niên tụ tập và tụ tập chơi bời quá giờ quy định. Thứ hai là tập trung phát hiện ra xử lý các thanh thiếu niên sử dụng hung khí và tuần đi trên các phương tiện xe máy, quẹt xuống đường, gây mất trật tự, an ninh trật tự trên địa bàn xã. Lực lượng công an xã thường xuyên xuống cơ sở, phối hợp với gia đình để quản lý, giáo dục các em trong hồ sơ quản lý. Em Lê Minh Tiệp, 17 tuổi, từng bị một số đối tượng xấu lôi kéo tham gia các vụ đánh nhau, gây rối trật tự công cộng. Thế nhưng, sau khi được công an xã quản lý, giáo dục, gian đe, Tiệp đã nhận thức được hành vi sai trái của mình và đã có nhiều thay đổi tích cực. Em đang chờ khám tuyển nghĩa vụ quân sự và sẵn sàng lên đường nhập ngũ nếu trúng tuyển. Cháu xin cam kết từ lần sau cháu không tái phạm, không đánh nhau, tụ tập bạn bè nữa. Cháu xin nghe lời ông bà bố mẹ chăm chỉ làm việc. Cháu vừa ở nhà để chờ khám tuyển nghĩa vụ quân sự đợt này. Cháu không mong muốn cháu đi nghĩa vụ quân sự về Nam đi, bố mẹ cháu ở nhà đỡ về đau đầu vì cháu. Lúc nào cũng nhắc nhở cháu là phải chấp hành tốt về bản thân, nhưng không có đừng có để ảnh hưởng gì đến bố mẹ nó khổ thân ra. Với sự giáo dục và quản lý giám sát của Công an xã Tân Châu, cho nên hầu hết thanh thiếu niên trong hồ sơ quản lý của công an xã đều thay đổi về nhận thức và hành vi, không tụ tập tham gia vào các hành vi vi phạm pháp luật. Từ nhiều năm qua, trường Trung học cơ sở Nguyễn Thị Thuật, huyện Khoái Châu đã triển khai lắp đặt hệ thống camera quan sát nhằm đảm bảo công tác an ninh cũng như giúp ban giám hiệu nhà trường quản lý tốt giờ giấc giảng dạy của giáo viên và học sinh một cách chủ động. Đây là cách làm hiệu quả trong đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin để quản lý giám sát hoạt động dạy và học, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Mặc dù là giờ ra chơi, nhưng qua hệ thống camera giám sát, ban giám hiệu nhà trường đều có thể quan sát hết mọi hành động của các học sinh trong trường chỉ bằng các thao tác đơn giản trên máy tính. Bởi tại tất cả các lớp học đều được lắp đặt các mắt camera. Chính vì thế,
Tinh thần tự giác trong học tập của học sinh trong mỗi tiết học ngày càng được nâng cao. Trong quá trình chúng em vui chơi trong sân trường ấy, thì không tránh khỏi những cái hành động mà hơi nghịch ngợm của các bạn. Thế nên là khi mà có lắp đặt camera thì các bạn sẽ có ý thức hơn về hành vi của mình, cũng như là nâng cao cái ý thức mà giữ gìn cái vệ sinh chung cũng như là cơ sở vật chất của nhà trường. Cá nhân em thấy trong việc sử dụng camera lắp trong các lớp học cũng như ngoài hành lang hay sân trường của nhà trường nhằm mục đích tạo nên cho chúng em thêm phần ý thức hơn trong việc học tập, vui chơi của các bạn bè, hay càng nghiêm khắc hơn trong việc ổn định lại chỗ ngồi sau các giờ ra trường. Từ năm 2012 đến nay, trường Trung học cơ sở Nguyễn Thị Thuật đã triển khai lắp đặt hệ thống camera an ninh với hơn 40 mắt camera tại nhiều khu vực như lớp học, cổng trường, hành lang, nhà ăn, khu nhà nghỉ trưa cho học sinh, sân tập thể thao. Sau hơn 10 năm hoạt động, mô hình đã mang lại những kết quả tích cực. Mô hình đã giúp ban giám hiệu giám sát hoạt động của học sinh và giáo viên nhằm nâng cao tinh thần tự giác của học sinh, ý thức trách nhiệm của giáo viên. Đồng thời, giám sát được việc xả rác bừa bãi trong khu vực trường học, ngăn chặn bạo lực học đường, đặc biệt giúp cho tình hình an ninh luôn được đảm bảo. Cái hệ thống camera là rất cần thiết cho người làm công tác quản lý. Nó sẽ rất là tốt cho cái việc quản lý việc dạy học của thầy và trò và quản lý cái cơ sở vật chất của nhà trường. Cho nên là với một cái mục tiêu như vậy, cho nên nhà trường đã lắp đặt và sử dụng cái hệ thống camera đó khoảng 10 năm nay rồi. Và trong cái quá trình quản lý của ban giám hiệu thì thấy rất là hiệu quả. Tất cả hoạt động dạy học của thầy và trò đều có thể quản lý được qua cái hệ thống camera, cũng như những việc bảo vệ cơ sở vật chất an ninh của nhà trường. Hướng đến mục tiêu chuyển đổi số toàn diện, nhiều trường học trên địa bàn tỉnh đã được quan tâm đầu tư lắp đặt hệ thống camera giám sát. Đây là việc làm cần thiết nhằm bảo đảm an toàn cho học sinh, tăng cường, củng cố an ninh trật tự trong nhà trường, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học. Thưa quý vị, hơn một năm nay, tại chùa Phúc Linh, hay còn gọi là chùa Chìa, thuộc làng Chìa, xã Dị Chế, huyện Tiên Lữ, có một lớp học rất đặc biệt vào chủ nhật mỗi tuần. Đó là lớp học thư pháp miễn phí của cô giáo Nguyễn Thị Thương dành cho các trẻ em và những người yêu và mong muốn tìm hiểu về môn nghệ thuật này. Gần một năm nay, cuối tuần nào, cháu Hòa cũng đến chùa Phúc Linh để học viết thư pháp. Ban đầu, Hòa chỉ đến học do tò mò, nhưng sau một thời gian học, em đã thực sự yêu thích và mong muốn được gắn bó với bộ môn thư pháp. Lớp thư pháp này đã rèn cho cháu tính kiên trì, quyết tâm cao, tại vì trước kia cháu là một người rất là hay mất kiên nhẫn, làm việc gì cũng hay đoạn, cho nên là môn thư pháp này rất có ý nghĩa với cháu. Được mở ra từ giữa năm 2022, lớp học thư pháp là tâm nguyện của cô giáo Nguyễn Thị Thương, một người con của làng. Lấy chồng xa nhà, lại bén duyên với nghệ thuật thư pháp, cô Thương đã trải nghiệm và trân quý những giá trị mà bộ môn này mang lại. Cùng với mong muốn làm được điều gì đó có ích cho quê mẹ, cô Thương đã xin phép sư thầy cho mở lớp miễn phí tại chùa. Chỉ sau một thời gian ngắn đi vào hoạt động, lớp học đã nhận được sự quan tâm, động viên của nhiều học sinh, phụ huynh và nhân dân trong thôn, trong xã. Cô giáo có đề nghị với thầy là để cho chúng con mượn địa điểm của thầy nhá. Nhất trí thôi, thầy có 10 cái bàn, 100 cái ghế, thầy còn cứ bao nhiêu thầy cũng chứa được hết. Thế là các cháu nào mà nó có tài thì để nuôi dưỡng các cháu sau nó thành tài, sau nó phục vụ đời, phục vụ nhân dân, thế thôi. Sau hơn một năm hoạt động, đến nay, lớp thư pháp miễn phí tại chùa Phúc Linh đã có hơn 40 học viên. Chỉ cần có mong muốn được tìm hiểu và học bộ môn này thì bất cứ ai, bất cứ lứa tuổi nào đều có thể tham gia lớp học. Cái ý nghĩa của nó thì không thể đánh giá hết được bằng lời, bởi vì là thứ nhất là nó luyện cho các bạn trẻ, ngay cả như mình cũng thế, cái sự tĩnh tâm, cái sự mà kiên trì. Và như mình thì đã ngồi vào bàn luyện rồi thì không còn nghĩ đến cái gì nữa, rất mê cái lớp này và công thức. Thư pháp này là tâm nguyện của thầy, nên cùng là cái mong mỏi của Hiểu Thương nữa, nên là rất là muốn là sẽ trước hết là sẽ duy trì được lớp học và sẽ có nhiều lớp học hơn nữa bằng cái tâm của mình, để có thể là gìn giữ được cái nét đẹp văn hóa truyền thống thông qua cái nghệ thuật thư pháp này. Hy vọng với tâm huyết của mình, lớp học thư pháp miễn phí của cô giáo Thương sẽ ngày càng lan tỏa rộng khắp,
để nét đẹp văn hóa của dân tộc này được lưu truyền và phát triển hơn nữa trên quê hương Dị Chế nói riêng, Hưng Yên nói chung. Những hình ảnh vừa rồi đã khép lại chuyên mục văn hóa đời sống số này của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.